Hey, chào tất cả mọi người. Thì mình mới vừa bắt cái con lửa đu 19 của mình ở trong Vega mọi người. Thì anh em đặt con này thì mình sẽ chia lại giá 1.2 triệu nha. Đây mọi người thấy không? Chim rất là đẹp nha. Hiện tại đang ra đây, mình đang bắt đầu mình vào cám ngược trở lại mọi người. Chim khá là dạng nha. Đu tôm nha mọi người. Thì nói chung là nó đang trong tình trạng là hay là chuẩn bị thả lông mọi người. Cho nên là mình không cho nó sinh sản nữa, mình sẽ bắt ra. Đây. Đó mọi người ha. Rồi mình sẽ quay tiếp tục cái con lửa bên này. Đây. Con lửa máy này cực kỳ xinh tạch nha mọi người. Thì anh em nào thích thì con này với giá là 800 nha. Anh em có thể dùng cái trống rất là tốt nha mọi người. Con này nó rất là xinh tạch. Còn con lửa này bộ sẽ trung nha mọi người. Thì nói chung là chim ở đây cám cứng hết rồi, chỉ có con lửa đu 19 1.2 triệu đó thì mình đang vô cám lại thôi. Còn con này thì giá 450 nha mọi người. Đây. Đây con này 800, đây 450. Trống này thì đuôi hơi tôm. Nói chung là chim, tất cả chim ở đây là đều cám cứng, chỉ có con kia là chưa cám cứng thôi nha. Còn đây thêm một con chiền đây nữa, thì lửa máy chiền luôn mọi người. Thì con máy chiền này có giá là 600 nha. Thì anh em nào cần thì liên hệ với mình, số điện thoại mình là 0929 887 346 nha.